Lần đầu tiên các hãng phim lớn ở Mỹ, HBO và A24, sản xuất và quảng bá một phim truyền hình 7 tập dựa trên một tiểu thuyết do một người Mỹ gốc Việt sáng tác về một điệp viên cộng sản và chiến tranh Việt Nam, The Sympathizer, hay Cảm tình viên, từ góc nhìn của một người gốc Việt. The Sympathizer được độc giả thế giới biết đến là tiểu thuyết hư cấu, đoạt giải Pulitzer Prize năm 2016, một giải thưởng danh giá trong làng văn chương của Mỹ, trao tặng mỗi năm cho các nhân tài trong văn chương, kịch nghệ và âm nhạc ở Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên một phim truyền hình lớn của Mỹ có vai chính là người gốc Việt, Hòa Xuân Đế, trong vai đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm gián điệp cho Cộng sản miền Bắc. Phim có 90% là diễn viên gốc Việt và gốc Á đến từ Úc Đại Lợi, Canada, Mỹ và Việt Nam. Đặc biệt là sự tham gia của tài tử Hollywood nổi tiếng như Robert Downey Jr., người vừa được giải Oscar năm 2024 và được biết đến với vai người sắc Iron Man trong các phim của hãng phim Marvel. Hay Sandra Oh, nữ diễn viên gốc Á nhận nhiều giải Golden Globe nhất. Hoặc đạo diễn tài năng người Nam Hàn Park Chan-wook. Sự ra đời của bộ phim truyền hình nhiều tập The Sympathizer bắt đầu với ý tưởng nỗ lực và sự làm việc không ngừng nghỉ của chính tác giả Nguyễn Thanh Việt, đánh dấu một bước nhảy quan trọng của làng điện ảnh gốc Việt tại Mỹ. Ở đây chúng ta có một câu chuyện về chiến tranh và lịch sử, nhưng nó là một câu chuyện được kể từ góc nhìn của người Việt. Nó sẽ không kể hết tất cả các câu chuyện của người Việt Nam. Nó chỉ kể một phiên bản về câu chuyện của người Việt mà thôi. Nhưng nó sẽ cạnh tranh lại với những gì người Mỹ và người Pháp đã và đang nói về đất nước và chiến tranh của chúng ta trong một cái thời gian rất dài rồi. Sự thật là diễn viên chủ yếu là người Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh rộng khắp nơi trên thế giới thì đã là một điều vô cùng quan trọng. Việt Thanh Nguyễn, ông ấy thật ra đã cho mời tôi và cả đạo diễn Park nữa, nên khi họ gọi tôi để tham gia vào một dự án lớn, tôi rất biết ơn và nó thật là một vinh dự để được dự phần vào dự án này. Đây là một dự án rất đặc biệt và tôi hy vọng nhiều người sẽ thích thú với nó. Thật ra là một nhóm người tài năng được đưa đến cho tôi và đạo diễn Park. Vâng, phim được dựa trên một tiểu thuyết và chúng tôi biết là anh ấy sẽ diễn tuyệt vời với giọng điệu của nó. Cảm giác như là một điều quan trọng để được dự phần và ủng hộ. Tôi cảm thấy thật ra tuổi thơ của tôi được hình thành trong giai đoạn Việt Nam. Nên tôi thấy nó là một liều thuốc hay cho bản thân tôi. Và rồi cách nó được gian dựng trong chuyện kể làm cho tôi được học hỏi nhiều. Nên chúng tôi cảm thấy điều đó quan trọng cho câu chuyện này. Đối với các diễn viên gốc Việt lần đầu tiên tham gia vào dự án phim truyền hình lớn của Mỹ, họ không những được đồng hành với nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood, mà còn được học hỏi nhiều về lịch sử con người Việt Nam. Tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra sự vĩ đại của giây phút này khi diễn viên người Việt, tiếng nói người Việt được đại diện trên phương diện rộng, và nữa là có một phần của lịch sử bị giữ kín, lúc nào cũng giữ kín không cho chúng ta biết, nên bạn hãy bắt đầu đặt câu hỏi, nghiên cứu và bạn sẽ tìm thấy nhiều về những gì đang xảy ra trên thế giới hoặc trong quá khứ. Những câu chuyện của người Việt, chúng ta đã phải chờ đợi câu chuyện thể loại này lâu rồi và tôi học được là điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn chăm chỉ và cứ làm nó. Đây là lần đầu tiên mà người Việt mình đã có thấy trên Hollywood, trên màn ảnh lớn thì nghĩ là mình học được những cái hành trình mà những người Mỹ gốc Việt đã trải qua và những gì mà mình không có học được ở trong sách vở ở Việt Nam thì nó làm cho em thấy như là mình hoàn thiện hơn. Riêng các diễn viên người Mỹ gốc Việt thì đây là niềm hãnh diện. Tôi thật hãnh diện khi đóng vai ông tướng vì ông ta là hiện thân của quá nhiều mất mát, đau buồn và một cảm nhận chung về sự mất mát của một người tị nạn đến một quốc gia khác và bị lưu đày. Khán giả người Mỹ gốc Việt cũng không kém phần hãnh diện và xúc động khi xem tập đầu tiên của bộ phim The Sympathizer này. Trung tá cảnh sát mà tự sát ở dưới cái chân tượng thủy quân lục chiến thì nghe được rất là nhiều, hình thì cũng thấy được. Nhưng mà đây là đầu tiên thấy cảnh trong phim và chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Có lẽ đây cũng chỉ là trong phim chỉ là một cái cảnh giả tưởng thôi, nhưng mà thấy cả đoàn xe dừng lại và chào thì khi mà nói những câu chuyện này chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động đây. Tôi cảm thấy cách họ làm phim rất hay vì tôi có cảm giác rất hiện đại.
nhưng cùng lúc nó cũng cho cảm giác rất lịch sử. Dù các khán giả gốc Việt này cũng có nhiều ý kiến trái chiều cùng một lúc. Tôi nghĩ nếu nói tiếng Việt tự nhiên hơn một tí thì tốt, nhưng đó là điều duy nhất tôi phê bình. Cái nhịp và các nhân vật, một vài người không cho cảm giác thật cho lắm. Tôi thật sự thấy rất là xúc động nhìn lại những cái cảnh di tản lúc ngày cuối cùng của Sài Gòn. Và tôi thấy có vẻ hơi làm cho nó bi thảm quá một chút, tuy rằng đó là sự thật. Bộ phim truyền hình này sẽ làm nhiều người khó chịu, nên nếu bạn cảm thấy khó chịu, tôi khuyên bạn hãy xem hết toàn bộ bộ phim và hỏi có ai khó chịu nữa không? Và tại sao phim bộ này và tiểu thuyết này cố gắng làm khó chịu mọi người? Vì chúng ta đang đương đầu với một lịch sử phức tạp và nó không được thiết kế để kể một phiên bản của lịch sử, nhưng là nhiều phiên bản. Nó thách thức mọi người suy nghĩ về những điều không chỉ xảy ra cho riêng họ, mà còn những gì đã xảy ra cho người khác trong cái lịch sử tồi tệ và phức tạp này. Cái lịch sử chia rẽ và hòa hợp người Việt, Việt Nam chúng ta. Tác giả Nguyễn Thanh Việt cho biết phải tốn 4 đến 5 năm để thuyết phục hai hãng phim lớn HBO và A24 đồng ý tham gia sản xuất phim. Bối cảnh ở Việt Nam phải quay tại Thái Lan vì hiện thời tiểu thuyết Cảm Tình Viên không được xuất bản tại Việt Nam.